Hàng 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 anh em ơi. Con này con gì? Lại được cá sốp thế này. Ai là ai là xin mắt. Rồi, tôi vẫn sốp này nhỉ. Con này phải nướng, con này có chục con nhá, nướng ăn hơi phê anh em ạ. Úi giời, mất phao từ bao giờ không ạ? Anh em thấy cái tác hại của việc đi câu cần lục ngoài bắc thêm nhiều cần như thế nào đấy. Không thể để ý hết được. Tiếc thật đấy, quả tỷ phao đẹp như thế mà. Giận muộn quá. Mày chết ở đây lại trượt nay câu cá kiểu gì nhỉ? Tôi em xin chào các bác nhé, này câu cá mấy phà hụt bực mình quá. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Thôi giờ về nấu cơm đã, trưa rồi. Ngày mai quay lại phục thù sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác sau nhé. Bye bye.